Quốc Khánh xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Vâng, đợt này thì em cũng khá là bận, thị trường cũng ấm lên nên là ngoài này thì mua bán rất là nhộn nhịp. Tất cả các cái dòng xe to, xe nhỏ thì đều bán, đợt này đang bán rất là tốt. Hôm nay thì em lại lên thêm cho quý anh chị một cái siêu phẩm MPV của Toyota. Một chiếc xe rất là hot luôn, được các ông chủ như các anh chị chủ doanh nghiệp, chủ công ty, các doanh nhân sử dụng. Đây là chiếc Toyota Alphard đời 2019. Một trong những chiếc xe có số lượng rất là ít tại thị trường Việt Nam. Khi mà mua mới trong hãng thì hãng họ mỗi năm họ cũng chỉ nhập về rất là ít thôi. Chiếc này thì đời 2019 anh chị nhé. Một chủ sử dụng từ đầu, biển Hà Nội VIP. Tên công ty, em có VAT cho quý anh chị nào mà lấy xe về đứng tên doanh nghiệp. Con này thì đẹp xuất sắc luôn, full lịch sử hãng. Này biển Hà Nội nhá. Em phải tháo biển ra vì cái lý do bảo mật thông tin cho chủ sử dụng. Đây, xe biển Hà Nội VIP. Chạy hơn 4 vạn. Nguyên dàn lốp theo xe. Đây, con này chạy 4,4 vạn. Đấy, còn phiếu nhắc bảo dưỡng đầy đủ luôn. Xe rất là đẹp. 2019 anh chị nhé. MPV. Xe rất là mới luôn. Anh chị nhìn từ cái chất ghế zin của nó này. Xe 7 chỗ vàng ghế thứ hai là hai ghế thương gia. Cửa lùa. Chính cái mẫu Lexus LM là được phát triển dựa trên cái mẫu xe này. Hai ghế VIP này, hai ghế thương gia. Chiếc xe này thì rất là phù hợp cho các anh chị sử dụng cho mục đích business. Đấy, đi công việc. Quan hệ với đối tác thì chiếc xe này nó là một cái chiếc xe tuyệt vời luôn. Kể cả sử dụng cho mục đích gia đình nó cũng rất là tuyệt vời. Với ba cái hàng ghế thực sự là rộng rãi. Xe sử dụng động cơ 3.5 V6 với công suất cực đại lên tới gần 300 mã lực, 296 mã lực. Năm 2019 thì ở hãng chỉ bán ra khoảng hơn 100 chiếc Alphard thôi. Số lượng rất là ít do nhập về rất là khó khăn. 2018 thì bán ra đúng 6 chiếc. Đây là một trong những cái chiếc xe có doanh số thấp nhất của Toyota, nhưng mà không phải vì nó không hot. Đấy, vì nhập về rất là khó anh chị ạ. Nguyên 4 lốp theo xe luôn 2019. Xe rất là chất. Em mở khoang máy cho quý anh chị xem. Chị xem khoang máy trước rồi lát em vào nội thất. Con này em vừa về còn chưa vệ sinh máy luôn. Xe cực kỳ đẹp luôn, đảm bảo chất xe cho anh chị nhé. Đây là em chưa vệ sinh khoang máy đâu. Còn rất là đẹp. Sắt xi rồi các cái chi tiết khung nguyên bản hết. Đinh tán này, từ các cái đinh tán keo chỉ, tất cả còn nguyên zin. Đây chúng ta có cửa lùa tự động. Đấy, cái bản ghế cho vị trí ông chủ thiết kế rất là tuyệt vời. Đây, to này, xong rồi ôm, có cả đệm đỡ bắp chân. Đấy, ghế, lưng ghế thì có thể ngả bằng điện này, qua cái nút bấm ở hai bên này. Hệ thống điều hòa 3 vùng. Một cái chiếc xe có thể nói là đi công việc, di chuyển rất là thoải mái cho người ngồi phía sau này. Cực kỳ thoải mái luôn. Ở đây chúng ta có cả cái bàn làm việc, hai cái bàn làm việc cho vị trí ông chủ, vị trí người ngồi bên này.
được này. Làm từ chất liệu gỗ này, rất là sang trọng. Đây cũng có một cái màn hình 10 inch này, kết nối với cả cái màn hình bên trên kia, màn hình giải trí cho hàng ghế sau. À, hệ thống điều hòa, điều hòa trên của con Alphard này là 3 vùng tự động anh chị nhé. Xe rất là mới luôn, anh chị nhìn cái chất ghế, da ghế này rất là đẹp, siêu mới, đầy đủ sổ bảo hành bảo dưỡng. Đây, đây có đầy đủ sổ bảo hành này, sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Anh chị yên tâm về chất lượng xe cũng như là pháp lý của nó nhé. Đấy, xe em bán ra thì mọi người cũng đã biết rồi. Anh chị đã mua xe của em thì cũng đã biết được những cái chất lượng xe và cái chất lượng dịch vụ của bên em nó thế nào rồi. Nên là có lẽ em sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Đấy, về xe thì trên này thì chúng ta có rất là nhiều các cái chức năng ở đây. Đấy, vô lăng cũng được ốp gỗ kèm với cả da. Đây chúng ta ốp những cái mảng gỗ to này rất là sang trọng. Đấy, hệ thống giải trí JBL. Trên này thì điều hòa hai vùng độc lập anh chị nhé. JBL đây, chúng ta có loa JBL. Đấy, trên này là những cái nút mở cửa lùa cho tự động tài xế có thể mở được ngay ở trên này. Đấy, ông chủ ngồi về sau là không cần ấn luôn, chỉ cần ra lệnh thôi. Đấy, đèn viền rồi là cửa sổ trời. Con này thì cực kỳ VIP luôn. Anh chị thấy mà những cái con Alphard chạy ở trên đường phố Hà Nội thì đều là mang biển VIP. Con này thì giá hiện tại nó chỉ hơn 3 tỷ thôi anh chị ạ. Bên em đang bán chiếc Toyota Alphard 2019 này giá chỉ hơn 3 tỷ. Tiết kiệm được hơn 1 tỷ, gần 2 tỷ rồi so với cái thời điểm mua mới. Chỉ hơn 3 tỷ cho chiếc Toyota Alphard nhập khẩu nguyên chiếc, biển Hà Nội, biển VIP Hà Nội, có VAT. Em Khánh thì vẫn hỗ trợ quý anh chị tất cả những cái thủ tục liên quan đến sang tên đổi chủ nhé, vận chuyển xe trên toàn quốc và thủ tục hỗ trợ vay ngân hàng. Quý anh chị quan tâm về chiếc xe này có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline trên màn hình nhé. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho quý anh chị. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những siêu phẩm tiếp theo.